Là ngày xưa khi mà năm 2007 đó thì mình thành lập công ty Music Box và mình mời Thúy Vinh vào để làm việc chung với công ty, và mình chia cái cổ phần 40% là vì mình muốn là thay vì trả lương thì mình muốn là người ta có một cái trách nhiệm với công ty, và khi mà có cái cổ phần công ty thì mình sẽ cố gắng hơn. Cái đó là đương nhiên, các bạn thì đều hiểu là mình sẽ cố gắng hơn để làm sao cho công ty phát triển, và công ty thật sự rất là phát triển. Và Thảo thì lúc đó đã bay show rất là nhiều, vì vậy thì Thảo muốn là Vinh là sẽ nắm cái chức danh là giám đốc và đại diện pháp luật của công ty để thay mặt Thảo giải quyết những cái vấn đề khi không có Thảo ở ở Việt Nam. Và cái chức danh chủ tịch hội đồng quản trị vẫn là của Thảo, và cái cổ đông lớn nhất vẫn là của Thảo, cho tới khi mà mình ra tòa mình kiện rồi đó, mình xin cái giấy phép đăng ký kinh doanh ở trên sở có đầu tư, mở ra hết hồn mất luôn chức danh chủ tịch hội đồng quản trị luôn. Và Thúy Vinh đã lọc ra một cái cuộc họp ở công ty và có một cái chữ ký không, hoàn toàn không phải là chữ ký của Thanh Thảo, để bầu Thúy Vinh là chủ tịch hội đồng quản trị công ty luôn, coi như mình mất hoàn toàn quyền trong công ty mình, giúp mà mình không biết, tức là mất luôn chức danh chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc và đại diện pháp luật là Thúy Vinh hết, mình chỉ còn là một cổ đông góp vốn thôi. Và bên Zing nhạc của tôi, Ken và một số cái đơn vị mà phát hành kinh doanh nhạc chuông, nhạc số, nhạc chờ gì đấy thì họ liên lạc với mình và họ nói rằng là không hiểu tại sao mà công ty Music Box lại không ký trực tiếp để kinh doanh nhạc chuông, nhạc số, nhạc chờ với các cái đơn vị đó mà lại ủy quyền cho một công ty tên là Music Time để làm việc với họ. Mình tá hỏa luôn, mình không biết tại sao lại có cái sự việc đó. Nếu đúng ra là một người, cho dù là mình mất hết chức danh nhưng mình vẫn là cổ đông lớn phải không, thì khi mình là cổ đông thì mình có quyền được biết công ty làm ăn với ai, hay là ký kết với ai, hay ủy quyền cho ai, hay là một cái gì đó phải không, chứ không thể nào mà tự động mà công ty ủy quyền cho một công ty thứ ba để khai thác về tài sản âm nhạc của Music Box, trong khi Music Box lúc đó là quá lớn mạnh. Trong tay của Music Box cả một cái tài sản âm nhạc lớn và cả một nhóm ca sĩ đang nổi tiếng lúc bấy giờ, thì tại sao không ký thẳng với người ta mà lại thông qua một cái đơn vị thứ ba, thì làm cho mình cảm thấy mất lòng tin kinh khủng về cái đối tác làm ăn của mình. Và mình có hỏi thì Vinh nói là Vinh không liên quan tới cái công ty đó, nhưng khi mà mình tìm hiểu trên sở kế hoạch đầu tư thì người đứng chủ công ty đó là má của Thúy Vinh, và người giám đốc và đại diện pháp luật công ty đó là Phạm Thị Hạnh, là một người bạn, một cô gái rất là thân với Thúy Vinh, một bạn thân rất thân với Vinh. Thì mình mới hỏi là tại sao lại làm cái điều đó đối với mình, thì Vinh nói là Vinh không có liên quan tới công ty đó, Vinh sẽ cố gắng để dàn xếp cái vấn đề đó, nhưng mà cho tới tận bây giờ thì Thảo không biết là Vinh có dàn xếp hay không, chỉ biết rằng là công ty đó là có liên quan tới Thúy Vinh nhưng mà Thúy Vinh không có nhận.